Não, não deixa. Yes. Ok. Vou tentar amanhã. Ok. Em đã không nhìn thấy cả nữa rồi. Chị em không nghe thấy tiếng của cô. Lại không được. Tao không nghe thấy tiếng. Cô hơi thoát ra và lại. Em không nghe thấy gì cả. Cắm lại cho nghe. Rồi được rồi. Cái này nghe chưa? Nghe thấy chưa? Sorry. Cái hôm nay không nghe tai nghe nữa. Là mày nói trực tiếp vậy. Ok. Can you see it, me? Có nghe thấy cô nào? Nếu mà không rõ thì phải bảo cô nhá. Chắc là do cái tai nghe đấy. Hôm nay chúng ta going to learn about Mid-Autumn Festival. Ok. Trung thu đúng không? Thế chúng ta học về trung thu. Gọi là gì nhỉ? Cho đúng mùa, đúng trái, đúng không? Ăn à, mùa nào mùa đấy, phải không nhỉ? Ok. How are you today? Okay. Do you understand festival? Festival. Do you understand?
thấy tiếng. Bây giờ có nghe thấy cô nói không? Nghe rồi ạ. Cô không nghe, đang nghe nữa. Thời gian quá. Nào, bây giờ nghe cô rõ không này? Okay. Nghe được, chứ không phải là không nghe được đúng không? Okay. Giờ là đấy luôn. Trung ương Mid Autumn Festival Trung Thu. Okay. Nào, trong Trung Thu mình làm gì? Mình học một vài từ liên quan đến Trung Thu thôi. Ok hả? What is the date today? Today is on Wednesday. Nói to nè. Today is on Wednesday. Con nói bé Wednesday. Today is on Wednesday. Ok. Rồi viết cho cô cái cô bé nhá. Mid-Autumn Festival. Lễ hội Trung Thu. Chuyển chưa? Có chuyển chưa? Do you know this word? Do you know mooncake? Do you know it? Bánh trung thu. Okay, now, repeat after me. Mooncake. Mooncake. Okay, mooncake. Mooncake. Do you like eating mooncake? Yes. Yes, okay. Which fest? Vị gì? Vị gì hả? Thích thập cẩm hay là đỗ hay là bánh dẻo? Giờ có cái vị bánh trung thu Oreo mới này cơ. Ok, dày nhiều người không ăn được thực phẩm nhưng cũng thích, cô cũng thích ăn được. Tại vì mình có đầy đủ các vị. Nào, ok, next. Know? Múa lân. We say lion dance. Lion dance. Ok, now repeat after me. Lion dance. Lion dance. Lion dance. Lion dance. Ok, speak louder. Speak louder. Nói to một tí nữa. One more time. Múa lên. Lion dance.
Lion Den. Ok. Nào, write it down. Cái từ mục đích của cô biết chưa đó? Bốn lần. Cần viết cái từ đầu tiên không? À, bánh trung thu nữa nhá. Đi cho nó ra đủ. Lantern. 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 Okay, you can write down. Moon. Mẫu. Đây là chữ U của ta, nhưng mà U dài. Moon. Okay, moon. Cái gì không? Em xong rồi. Nào, Thật next. sao? Đây là cái cây rất quen. Và hai ở thành phố. You may not know Mandarin. It means Mandarin. Okay, now repeat after me. Mandarin. Okay, one more time. Mandarin. Mention. Okay. Rồi, you can write down. Mention. Nhưng mà tiếng Đức của Hà rõ to mà sao nói hơi bé nhỉ? Mention. Finish. Okay, next. You know that story today? They share something. What? A bamboo. Bamboo. Okay, lại nào. Bamboo. Okay. Được sao? Ừ, được sao rồi. Chú cuộn. Đã có chú cuộn thì chắc chắn sẽ có chị Hằng. Và chị Hằng sẽ là The Moon Lady. The Moon Lady. The Moon Lady. 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 Chúng ta sẽ có nghĩa nữa là cứu cô. Cứu cô. Lady. Nhưng chỉ cần cứu cô là Lady. Hằng. Đúng rồi, đúng rồi. Con ngọc. Jade Rabbit. Jade Rabbit. Jade Rabbit.
Star Lantern. Star Shepherds. Lantern. 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 Okay. Earlier we had lantern meaning. Chúng ta có nghĩa Yes. là lantern. What is the meaning of lantern? Vừa nãy là lantern, vừa nãy là chữ gì nhỉ? Earlier. Vừa nãy là đèn lồng đó, đèn lồng đó. Thế nhưng mà bây giờ lantern đây cũng là một loại đèn, nhưng mà người ta làm sao đây? Hình ngôi sao đúng không? Hình ngôi sao người ta có cụm là star shaped. Star shaped lantern là cái đèn. Khi mình ghép vào thì nó sẽ thành đèn ông sao, tức là cái đèn có hình ngôi sao. Và trong dịp này người ta gọi là đèn ông sao. Ok. You say nothing. Không nói gì luôn. Rồi, ghi cho cô đã. Star shape. Ghi dòng đã sẽ phát âm sao vậy? Okay, now, repeat after me. Star-shaped lantern. Star. Shape. Hà lại nói thầm rồi đấy. Mình chọn. Next. Giờ mình dùng chữ thơ này. Picture and guess what it is. Tell me what it is. A. Okay. Now I will call it. And you will help me to spell. How do you spell lantern? Ba
hát vội theo cái bài hát này. Chúng ta em luyện cái đầu nhá. Ok. Do you practice pronunciation? Do you understand it? As me. Okay. First, we will listen to this song, and after that, I will ask you to read. To read. À, đầu tiên là chúng ta làm gì? Listen to this song. Và sau đấy chúng ta sẽ gọi Hà đọc, đúng không ạ? Lại so đo tính đẻ. Ok. Sợ em chưa hiểu. What? Cô nói lại đi, em sẽ nghe thấy. Nghe nè, người nào đầu tiên này nghe bài hát nha. Xong đấy đọc cho cô lời, tất cả lời bài hát đều luyện phát âm, được chưa? Nghe chưa? Nghe thấy cô nói à? Rồi. Ok, mình nghe nha. Autumn festival, walk around with lanterns lit, take them all across the town, singing to the autumn. Lanterns all in different shapes, lantern angel, lantern dream, lantern fish and lantern star, lantern swan and butterfly, take my lantern to the sky, take my lantern to the moon. Autumn festival, walk around with lanterns lit, take them all across the town, singing to the autumn. Lanterns all of different shapes, lantern angel, lantern dream, lantern fish and lantern star, lantern swan and butterfly, take my lantern to the sky, take my lantern to the moon. This song clearly? Do you hear this song clearly? Yes. Rõ không? What? Yes. Yes. Nào, bây giờ đọc cho cô lời bài hát đã. As we out. I don't hear anything. Cô có nghe thấy? As we out to festival. Okay. Walk around with lanterns, please. Okay. Take them all across the town. Okay. Singing to the autumn. Autumn moon. Autumn moon. Okay. Lanterns are in different shapes. Good job. Lanterns. Angel. Yeah. Angel. Lanterns. Lanterns. Green. Green. Lantern fish. Lantern fish or lantern star. Lantern swan. Swan. Swan or butterfly. Butterfly. Take my lantern to the sky. Okay. Take my lantern to the moon. Okay. At Mid Autumn Festival. Bây giờ chúng ta có cái phần đọc rồi. Bây giờ chúng ta dịch nhá. Bài này thực chất nó là cái bài mà đàn ông đàn gì nhỉ? Cái bài hát mà tìm dập trung thu, Tết Trung Thu rất đàn ông sao á. Đấy, thì đấy chính là lời người ta phiên dịch ra đây. Phiên dịch sang tiếng Anh. Ok, bây giờ Hà biết lời tiếng Việt rồi đúng không? Hà hãy dự đoán cho cô cái lời tiếng Anh của người ta. Chữ nào nghĩa như nào nào? Đầu tiên nào,
Dòng đỏ đi. Dòng đầu tiên dòng xanh này chắc chắn là hiểu. Dòng đỏ nào. Walk around. It Đi rước đèn. à, đi rước đèn à? Ồ, dịch rất hình hoành tráng luôn. Đi rước đèn, ok. Lantern lit. Lantern lit. Cái chữ lit này, đấy là gì đây? Do No, nó là light. Nó là số nhiều của light. Lantern light, tức là ánh sáng của cái đèn lồng á. Đấy. Và nhiều ánh sáng đến từ nhiều đèn lồng thì người ta sẽ gọi là lit. Light. Được chưa nào? Next. Okay. Take them all across the town. Across. Please. Nghĩa là gì nhỉ? Qua. Take cross có nghĩa là mang qua. Được chưa? Tức là như nào nhỉ? Trung thu rước đèn Thuộc bài em đấy. rước đèn, em rước đèn có cái câu là em rước đèn đi khắp phố phường đúng không? Thì cái câu này chính là em rước đèn đi khắp phố phường này. Take them all across the town. Across the town là khắp, đi khắp, qua khắp phố phường luôn. Được chưa? Đúng chưa? Take them all across the town. Đèn là đi khắp phố phường luôn. Across the town. Đi khắp phố phường, đi cho cô cụm này nhé. Them all across the town. Đèn đi khắp phố phường. Okay. Clinging to the autumn moon. Ta biết lần này rồi đúng không? Autumn moon. Trăng và dịp trăng tròn. Lanterns all in different shapes. Shapes. Okay, do you understand? Different. We are different. We are different. Chúng ta khác nhau. Different, it means ok, hôm trước đấy as, different as so sánh bằng bằng á à, so sánh ngang bằng á different from nào, cái này thì khác so với kia đúng không? Different from, different có nghĩa là gì đấy? Khác. Người ta đi different shapes. Shapes A có nghĩa là gì đấy? Do you know? Ông Ông á? À. Ok. Chào các bạn. Ok, tôi nhớ lại cái bài bài đấy nhá. Nói chung khi rước đèn là em rước đèn đi khắp phố phường. Nào thì different shapes có nghĩa là có rất nhiều loại đèn khác nhau thì nó có nhiều hình dạng khác nhau nữa thì cái shape này có nghĩa là hình dáng, hình dạng đấy, hình dáng nhớ, hình dáng different shape, hình dáng shape, hình dáng I'm sorry, hình dáng những người hành dáng đó không đi sai đấy. Okay. Lanterns, angel, lantern, dream. It means. Okay, now
Đầu tiên là dream. Chúng ta nói là chúc ngủ ngon à. Have a nice dream. Chúc bạn ngủ ngon á. Have a nice dream. Đó là dream day. Lantern's dream có nghĩa là gì? Đoán nào. Đèn gì? Đèn lồng gì? Đèn lồng gì? À, nó dính nó hơi ngang nhỉ? Đèn lồng giấc mơ. Cô mỗi khi gặp các bạn đang ngủ là cô ám ảnh luôn. Ok nào, bây giờ nhá. Cô này khó bỏ qua. Câu dưới là Lantern fish or lantern star. Câu này dễ rồi. Con gì giống như con ngỗng nhưng nó là công chúa, còn ngỗng là nô tỳ? Tiên nga. Swan. Ok, repeat after me. Swan. Ok, từ mới. Biết chữ nước bô nào? Có mặt nhanh nhỏ. Cô bảo nói không nói nhiều là cô cho biết đấy. Swan. Gì vậy? Tiên nga, trời ơi. Em nhầm em biết chữ từ mới vào đây. Tâm trí Hà bay đi đâu ở Hà ơi. And you dream Yes. about one. Okay. Butterfly. Butterfly. Con gì có họ con ong đấy? Búp bê thì như cái trâu. Con gì có họ với con ong? Theo hả? Hai con đều đi hút mật hoa. Bướm Đứa bướm đấy. Họ hàng nhà ong đấy. Ok. Ok, butterfly. Fly lần trước chúng ta dịch rồi. Butterfly là một cái con rất đẹp. Tuy nhiên fly là cái con gọi là xấu xa vô tội vạ. Fly là con gì nhớ không? diều Con gì? diều Hả? Con diều á? à bay My god. Con diều của cô là kite. Đúng rồi, chính xác. Fly động từ là bay. Tuy nhiên fly là cái con mà hay vô ve chúng ta tát một cái á. Là cái con gì? Cái con gì hay xuất hiện trong cỗ? gà Oh my god. Thế là có bay được không? Gà có bay được trong cỗ không? Mà người ta hay đuổi á. Vừa đấy. Nhớ cho cô nhá. Trong từ này có hai con. Một con nhìn rất xấu, một con nhìn rất đẹp. Một là con bướm, hai là con gì? Hai là con ruồi. Thì fly có nghĩa là ruồi, còn butterfly có nghĩa là con bướm. Chứ nghe bướm đẹp nhưng ruồi thì xấu, cho xấu xa vô tội vạ gọi là ruồi. Ok, đi cho cô. Fly, con ruồi. Hay này mà không nhớ của cô. Mệt ghê. lại Fly. Fly. Sao lại cười nhỉ? À, nó là xấu quá nên cười đúng không? Đúng, chính xác. Fly. Ghi cho cô hai con nhá. Fly là con ruồi, butterfly là con bướm.
Ok. Swan Thiên Nga ghi chưa nhỉ? Rồi, nào tiếp Sky nào. Bay bay trên bầu trời đúng không? Sky nghĩa là gì? Sao á? Sao? À không, Sao cao. cũng là sao. Còn sky, sky là gì? Cao. À không. Ừ. Quên rồi. Trên cái gì có những star? Trên cái gì có những star? Nào nhớ câu của cô nhé. Nhớ nhá. Trên sky có những star. Nào đọc nào. Trên sky có những star. Cả tiếng Ừ, Việt đọc đấy. cho cô. Trên sky có những star. Trên sky có những star. Nhớ chưa? Rất là buồn cười mà không nhớ là hơi bị tiếc đấy. Nhớ chưa? Sky, star, hai thằng có S. Ok, trên sky có những star. Được chưa? Ok, next. À, thằng cuối thì là hiểu hết rồi đúng không? Fake my lantern to the moon. Được chưa? Bây giờ về nhà có một bài tập. Đấy là miêu tả dịp trung thu của gia đình em. Nói nhá. Speak. Ok. Ừ, nói. Nào, ví dụ trong dịp trung thu Hà có thể ăn được bao nhiêu cái bánh trung thu? For example. Thứ hai là miêu tả không khí như nào. Ok, bây giờ thử chúng ta sẽ nói là dịp trung thu thì chúng ta thường nói gì? Đèn lồng ấy, đúng không? Còn gì nữa? Đèn lồng này. Ok. Mình hơi khó với Hà nhỉ? Hà về nói hơi khó. Như này đi. Thế thì về nhà hãy vẽ cho cô một cái tranh không cần thiết đẹp lắm nhưng phải ghi chú được hết tất cả từng mối. For example, ví dụ nhá, ví dụ hình ảnh như này, hãy vẽ cho cô một hình người, một hình chú lân, cái đèn bánh trung thu mà cái người này treo trên cổ, được chưa? Treo trên cổ và bên cạnh là bên bên trên ở chỗ bầu trời á, đó là hình ảnh chị Hằng, chú Cuội. Nói chung hôm nay học được bao nhiêu từ mối, về nhà hãy vẽ cho cô một cái tranh để thể hiện được hết các từ mối, đúng không? Nhưng mà quan trọng là phải nói được thôi. Cô mẹ hỏi cô thế này thế nào nào, thì bây giờ nói đi không viết nữa nào. Bây giờ nói cho cô nhá, ví dụ miêu tả này, đừng làm gì vào dịp trung thu. Hai đừng làm gì, có làm đèn lồng không? Make a lantern. Ngày trước thì có, bây giờ chắc nằm ở nhà ngủ. Làm thế đang ngủ á? Trời ơi, ok. Sao lại thế nhỏ? Nằm tại nhà ngủ á? Thế thì ok, thế thì bây giờ phải vận dụng trí óc để bịa nào. Bây giờ Hà nói cho cô câu chuyện này. Hay về kể cho cô câu chuyện tiếng Anh đi. Làm cái gì đấy thì mình nhớ được bài chứ nhỉ? Kể về trung thu. Kể về trung thu nhá. Kể nhá. Rồi ok, quay một video nói về trung thu kéo dài 1 phút 30 giây. Ghi âm thôi, không cần quay cho cô, ghi âm nhá. Nhá, được không? Nhưng mà phải vận dụng được từ mới hôm nay học nhá. Ok, từ mới hôm nay nhiều nhất là từ gì? Cái gì? Từ gì cơ? Moon. Nhiều nhất là từ moon, từ dễ nhất. Ok. Ok.
Đây, tôi có một bài mẫu luôn cho Hà tham khảo luôn. Tôi cho Hà ảnh này nhá, gửi cho Hà cái ảnh này để Hà về Hà tham khảo. Ok, hôm sau thứ bảy cô sẽ, hôm nay cô thấy học giải trí quá tại vì học toàn với trung thu thôi, toàn bánh béo lắm. Hôm sau mình lại nhồi chữ tiếp nhỉ. Lại cười. Ok, any question for today lesson? Câu hỏi cho cô nào. À quên, cô chưa hỏi. What are you going to do tonight? Tối nay con làm gì? Đừng nói cô là sleep nha. Study. I study. Good job. Which subject? À, đừng nói với cô là English nha. Which Nhiều subject? lắm. Nhiều lắm. Ví dụ, phải có một cái ví dụ. Toán sinh. Cô toán lần trước cô dạy con âm được không, nhớ môn toán này. Math. Math, ok. Ok, rồi đấy. Thế về nhà nhá, làm cho cô một bài về nói về Autumn, Mid Autumn Festival. Cứ nói trong vòng 1 phút rưỡi, có cái gì nói ra hết. Cô không quan tâm lắm về lỗi đâu, cứ nói đi. Hay cũng được, không hay cũng được, cứ gửi cho cô được chưa. Thế mà bạn phải ngắn ngắn nào thì âm à? Không, ví dụ nhá, đây là cái điện thoại đúng không, đây là cái đầu, cứ cầm cái điện thoại ghi âm xong ấn lưu gửi cho cô. Hà có biết sử dụng smartphone ghi âm không? Ừ đấy. Ghi âm luôn vào Zalo. Ừ. Ghi âm luôn. Có cái gì nói ra được cứ nói hết, bởi vì trong lớp Hà ngại, Hà chả nói gì. Ok. Có câu hỏi gì cho cô trong mail? Đâu, không có câu hỏi gì luôn. Thế vào kỳ học mới đã có bài kiểm tra nào trên lớp chưa? Nay chưa có. Thế có bài 15 phút nào chưa? Thế bao giờ gần kiểm tra hay là cái gì thì bảo cô để cô củng cố cái phần ngữ pháp nhé. Thế là mình phải học thường xuyên, không học đột ngột nữa đúng không? Rồi ok, tạm thời là như thế, hôm sau sẽ học tiếp nha. Hôm nay mình học đến đây thôi. Ok, so enjoy your meal and see you next time. Chào, see you next time. Ok, bye bye.